Hân hạnh chào đón các anh chị đến với loạt bài giảng về cách sử dụng R trong phân tích dữ liệu khoa học. Đây là bài giảng số 28 và thật ra thì bài giảng này là bài thứ hai trong loạt bài hướng dẫn về cách sử dụng phương pháp kiểm định key bình phương, tiếng Anh còn gọi là chi-square test. Và đây là phần 2. Trong phần 1 tôi đã hướng dẫn các anh chị cái khái niệm gọi là độc lập, tức là independence, và cái cách mà khai thác cái khái niệm độc lập đó để mà kiểm định kiểm định chi-square, kiểm định mà key bình phương cho một cái biến số. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách chúng ta kiểm định hai biến số qua một vài ví dụ tôi đã trình bày cho các anh chị lần trước. Đây là cái ví dụ thứ hai trong bài giảng trước. Trong ví dụ này là chúng ta có hai biến số, biến thứ nhất là trình độ học vấn và biến thứ hai là kinh tế. Cái câu chuyện đằng sau của bảng số liệu này là một cái survey, tức là một cái cuộc điều tra xã hội nhân dịp ông Clinton đắc cử tổng thống vào năm 1996. Lúc đó thì giả thuyết được đặt ra là lý do đắc cử của ông có lẽ là do tình trạng kinh tế. Do đó là các nhà nghiên cứu họ nghiên cứu trên 800 người, thực ra họ điều tra chứ không phải là nghiên cứu, điều tra xã hội trên 800 người. Thì mỗi người họ hỏi chứ cái tình trạng kinh tế trong mấy năm gần đây là tệ hơn. Câu trả lời là có thể là tệ hơn, không có khác so với trước, hay là tốt hơn. Và mỗi một cá nhân tham gia vào công trình mà nghiên cứu thì họ hỏi trình độ học vấn. Rồi sau đó các nhà nghiên cứu họ phân ra ba nhóm học vấn. Cái nhóm thứ nhất là tốt nghiệp trung học. Nhóm thứ hai là cao đẳng, cộng đồng, tức là community college. Nhóm thứ ba là tốt nghiệp đại học trở lên. Thì tổng số người được điều tra, được hỏi là 800 người. Trong đó là có 430 người có trình độ trung học, 160 người có trình độ cao đẳng và 210 người có trình độ đại học trở lên. Và đây là cái số người mà trả lời về tình hình kinh tế trong thời gian qua, là chẳng hạn như là 91 người trong nhóm trung học này trả lời là tệ hơn, 104 người trả lời là không có khác, 235 người vẫn nằm trong nhóm trung học là trả lời là tình hình kinh tế có thể tốt hơn. Thành ra là nếu mà có một cái mối liên hệ giữa trình độ học vấn và câu trả lời về tình trạng kinh tế thì chúng ta có thể sử dụng một phương pháp kiểm định gọi là phương pháp kiểm định key bình phương mà tôi sẽ hướng dẫn trong bài này. Trường hợp đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là trường hợp về cái tỷ lệ tử vong trong cái tai nạn tàu Titanic rất là nổi tiếng và các anh chị còn biết. Thì trong cái tai nạn này thì hồ sơ mà người ta tính được là có 1.309 hành khách ở đây. Trong số đó là có 323 người là thuộc hạng 1. Hạng 1 là hạng hạng nhất. 277 người là hạng 2. 709 người là thuộc hạng 3, có lẽ là hạng hạng bình dân, hạng phổ thông. Và trong mỗi một hạng gì thì người ta mới đi ngược lại thời gian tìm hiểu xem có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người sống. Và từ đó họ tính ra. Thì ở đây các anh chị thấy bảng số liệu này, các anh chị có thể download, có thể tải về từ cái website mà tôi cung cấp ở đây. Thì trong nhóm mà hạng mà hành khách loại 1, hạng 1 có 323 người. Thì 62% là còn sống, 38% chết. Trong nhóm hạng 2, có lẽ là hạng business, là 43% người còn sống, 57% chết. Và trong nhóm hạng phổ thông thì chỉ có 26% còn sống và 74% là tử vong. Thì nhìn qua các bảng số liệu này, nhìn qua số liệu này thì chúng ta có thể nhận ra một cái xu hướng rất rõ ràng là hạng càng cao. Càng cao ở đây có nghĩa là hạng hành khách thì cái tỷ lệ tử vong nó càng thấp. Và câu hỏi được đặt ra do đó là có cái mối liên quan giữa cái hạng hành khách và cái nguy cơ tử vong hay là không. Thì để mà trả lời cái câu hỏi này, phương pháp kiểm định key cũng là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi và có mối tương quan hay là không. Tôi sẽ quay lại cái khái niệm độc lập để các anh chị hiểu hơn về cái ý nghĩa của cái kết quả của một cái phân tích key bình phương. Bây giờ tôi sẽ lặp lại cái khái niệm độc lập trong bài trước. Xin nhắc lại các anh chị là nếu mà chúng ta có hai cái biến độc lập và hai biến độc lập này
Nếu mà thực sự độc lập á, thì có nghĩa là nó hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Nếu là hai cái biến này là hai biến số mà liên tục, thì cái khái niệm mà không có liên quan gì đến nhau á, nó có thể đo lường bằng cái gọi là hệ số tương quan, tiếng Anh gọi là coefficient of correlation. Và nếu mà hệ số tương quan là bằng 0 thì có nghĩa là hai biến nó không có liên quan gì với nhau. Nói một cách xác suất, theo ngôn ngữ xác suất là nếu biến cố A và biến cố B là độc lập với nhau á, thì cái xác suất mà A và B xảy ra là bằng tích số của xác suất của biến cố A xảy ra nhân cho biến cố B xảy ra. Thì đây là cái khái niệm rất là cơ bản trong xác suất, và chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ khai thác cái khái niệm này để mà thực hiện một cái phương pháp kiểm định Key bình phương. Bây giờ quay trở lại cái ví dụ về mối tương quan giữa trình độ học vấn và tình trạng kinh tế, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái khái niệm khác liên quan đến cái khái niệm độc lập, đó là cái giá trị kỳ vọng, tiếng Anh gọi là expected value. Bây giờ để mà tính được cái giá trị kỳ vọng thì chúng ta cần phải biết cái xác suất của mỗi một cái biến cố xảy ra. Bây giờ ở đây chúng ta có 800 đối tượng, 430 người là có trình độ trung học, 160 người là có trình độ cao đẳng, 210 người là có trình độ đại học. Thành ra là dựa vào cái con số này, dựa vào những kết quả này thì chúng ta có thể tính cái tiếng Anh gọi là marginal probability, tức là xác suất mà mình quan sát được. Ví dụ như trong trường hợp này, nếu mà tôi lấy 430 chia cho 800, 800 tức là tổng số đối tượng trong cái công trình mà điều tra xã hội này, thì 430 chia cho 800 là 0.537, 0.537 ở đây. 160 chia cho 800 tức là cái xác suất mà tôi quan sát được những người có trình độ cao đẳng là 0.2 hay là 20%. Xác suất mà tôi quan sát được những người có trình độ đại học là 26.3% hay là viết theo ngôn ngữ xác suất là 0.263. Nói cách khác là trong số mà 800 người mà tôi quan sát này, thì nếu mà tôi lấy một cái người ngẫu nhiên từ trong 800 người này qua ra thì tôi biết rằng cái xác suất mà người đó có trình độ đại học là 0.263, có trình độ trung học là 0.2 và có trình độ trung học là 0.537. Thì đây là xác suất của biến số 1, biến số 1 là trình độ học vấn. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tính được cái xác suất cho biến số 2. Biến số 2 trong trường hợp này là xác suất của tình trạng kinh tế. Chúng ta biết rằng là tình trạng kinh tế được mô tả bằng 3 giá trị. Một là tệ hơn, hai là không có khác so với trước đây, ba là tốt hơn. Chúng ta biết rằng là trong tổng số mà 800 người này nè, là có 148 người, bất kể trình độ nào, có 148 người trả lời là tình trạng kinh tế tệ hơn. Do đó là nếu mà chúng ta lấy 148 người này chia cho 800 là bằng 0.185. Tức là cái xác suất mà người ta nói tình trạng kinh tế tệ hơn là 0.185 hay là 18.5%. Xác suất mà người ta nói rằng tình trạng kinh tế không khác trước đây là 208 chia cho 800. Như vậy là bằng 0.26 hay là 26%. Tương tự, xác suất mà chúng ta có một cái câu trả lời là tình trạng kinh tế tốt hơn thì mình lấy 444 chia cho 800, trong trường hợp này là 55.5%. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có xác suất của hai biến cố, của hai biến. Biến thứ nhất là xác suất về trình độ học vấn, biến thứ hai là xác suất của tình trạng kinh tế. Do đó là chúng ta sẽ quay lại với cái khái niệm hồi nãy, các anh chị còn nhớ cái khái niệm này. Nếu mà A và B và độc lập á, thì cái giá trị kỳ vọng của A và B này chính là bằng xác suất của A nhân cho xác suất của B. Do đó là cái câu hỏi được đặt ra đây là có độc lập hay không? Cái biến mà trình độ học vấn và cái biến kinh tế này có độc lập hay không? Và nếu mà độc lập thì chúng ta có thể tính được cái giá trị kỳ vọng cho mỗi một cái cell, mỗi một cái tế bào trong cái bảng số liệu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm đó để mà tính. Nếu giá trị ở đây là giá trị kỳ vọng, nếu là hai biến này độc lập, tôi cứ nhắc lại với các anh chị rằng là nếu, bởi vì đây là một cái phương pháp cơ bản để mà kiểm định một giả thuyết thống kê. Do đó là nếu mà cái người mà có trình độ trung học mà trả lời rằng nền kinh tế nó tệ hơn là bằng 0.537 nhân cho 0.185, ở đây 0.537 nhân cho 0.185,
0.537 là xác suất mà người đó có trình độ trung học, 0.185 là xác suất người đó trả lời, xác suất mà người ta trả lời là có trình độ, có tình trạng kinh tế là tệ hơn, là 0.185. Do đó là nếu mà hai cái biến này độc lập với nhau thì cái giá trị kỳ vọng cho những người trả lời là có trình độ trung học và tình trạng kinh tế tệ hơn là bằng 0.537 nhân cho 0.185. Tương tự như vậy, cái xác suất mà chúng ta quan sát được cái người mà trả lời mà có trình độ trung học mà trả lời rằng á tình hình kinh tế là không có khác hơn thì bằng 0.537 nhân cho 0.260. 0.260 là cái xác suất mà cái quần thể này trả lời là tình trạng kinh tế nó không có khác. Tương tự, chúng ta có thể tính được cái xác suất mà những người có trình độ trung học mà trả lời rằng tình trạng kinh tế tốt hơn là bằng 0.537 nhân cho 0.555 là cái xác suất mà quần thể này trả lời nền kinh tế tốt hơn. Và tương tự, các anh chị có thể tính chẳng hạn như tôi nói ví dụ như trường hợp này, tức là cái xác suất mà những người nào mà có trình độ đại học mà nói rằng tình trạng kinh tế nó không khác trước á, là bằng 0.263. 0.263 chính là cái xác suất những người có trình độ đại học, và 0.260 là xác suất những người trả lời không có khác biệt so với trước kia. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng đó là tổng số cái số đối tượng mà điều tra là 800 người. Thành ra là tôi nhân tất cả những cái mà tích số này cho 800 thì tôi sẽ có cái gọi là giá trị kỳ vọng. Ví dụ như ở đây là 0.537 nhân cho 0.185 nhân cho 800 thì tôi sẽ có giá trị kỳ vọng là 79 người. 0.537 nhân cho 0.260 nhân cho 0.8 nhân cho 800 chứ là bằng 112. Dân thì tất cả những cái giá trị này là những cái giá trị kỳ vọng. Và tôi phải nhắc lại với các anh chị nữa, cái những cái giá trị kỳ vọng này được tính dựa vào cái giả định là trình độ học vấn nó độc lập với cái tình trạng kinh tế. Do đó là bất cứ cái tính toán nào nó cũng phải dựa vào một cái giả định. Do đó tôi phải nhắc đi nhắc lại để các anh chị còn nhớ. Bây giờ vấn đề được đặt ra là những cái giá trị kỳ vọng này nó khác so với những cái giá trị mình quan sát hay không. Các anh chị còn nhớ rằng là trong số mà 235 trong số 235 người mà chúng ta quan sát là có 91 người nó nói rằng là tình trạng kinh tế tệ hơn. Nhưng mà nếu mà hai cái biến này độc lập thì chúng ta kỳ vọng chỉ có 79 người trả lời là tình trạng kinh tế nó tệ hơn. Do đó là cái bảng số liệu này là tôi trình bày để mà so sánh cái số mà chúng ta quan sát được với cái số mà chúng ta kỳ vọng. Ví dụ như trong trường hợp này, trong số 210 người có trình độ đại học á, thì 18 người là trả lời là tình trạng kinh tế nó tệ hơn. Đây là cái dữ liệu chúng ta quan sát được và được mô tả bằng màu đỏ. Nhưng mà cái giá trị kỳ vọng nếu cái biến số mà trình độ học vấn và tình trạng kinh tế này là độc lập với nhau thì cái giá trị kỳ vọng là 39 người. Nói cách khác là nếu mà hai biến này độc lập thì tôi kỳ vọng rằng có 39 người sẽ trả lời là những người có trình độ đại học nói rằng tình trạng kinh tế là sẽ tệ hơn. Dân. Thành ra là vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao chúng ta có thể so sánh được cái giá trị kỳ vọng với giá trị mà quan sát thực tế này là nó tương đương với nhau, tức là nhất quán với nhau. Thì các anh chị thấy rằng là ở đây là nó không nhất quán với nhau. Chẳng hạn như ở đây mình kỳ vọng là 79 mà quan sát là 91, ở đây kỳ vọng 112 quan sát 104, kỳ vọng 238 quan sát 235, dân. Đó là nếu mà cái giá trị kỳ vọng này mà nó giống y chang như cái giá trị mà mình quan sát được á, thì có nghĩa là hai biến này nó hoàn toàn độc lập với nhau, tức là không có liên quan gì với nhau cả. Nhưng mà nếu mà có sự khác biệt thì rõ ràng là hai biến này không độc lập với nhau. Và nếu mà không độc lập với nhau thì có nghĩa là hai biến này có liên quan với nhau. Do đó là cái cách để mà chúng ta tính, để mà chúng ta thẩm định xem hai cái biến này nó có liên quan với nhau hay không là mình tính cái chỉ số mà Ki bình phương. Để mà tính chỉ số Ki bình phương, tôi gọi Y là giá trị kỳ vọng, Y là viết tắt của chữ expected value, O là giá trị mình quan sát được, tức là observed value. Thì cái Ki bình phương ở đây là bạn tổng số của tổng số của giá trị mà quan sát được trừ cho giá trị kỳ vọng bình phương chia cho giá trị mà mình kỳ vọng được. Thì đây là một cách để mà mình normalize thôi, tức là kiểu mà chuẩn hóa theo cái giá trị kỳ vọng. Do đó là cái
giá trị kỳ vọng y này nó nằm dưới phần tử số. Để các anh chị hiểu cái cách mà tính toán này, tôi quay lại cái bảng số liệu và minh họa các chị thấy. Ví dụ như trong trường hợp này, ở đây là chúng ta có 79 người có trình độ trên, xin lỗi, 91 người có trình độ trung học trả lời rằng nền kinh tế nó tệ hơn, nhưng mà chúng ta kỳ vọng có 79 người. Do đó là chúng ta lấy 79 chứ, cái này xin lỗi các anh chị, tôi phải sửa lại một chút chứ không thôi sai. Đây là 79 chứ không phải là 71. 79 người kỳ vọng, tức là thật ra mà nói là đáng lẽ là tôi phải lấy cái ô trừ cho y, nhưng mà thật ra này bởi vì mình lấy bình phương này nó cũng không có khác gì đâu. Nên 79 trừ cho 91 bình phương chia cho 91 thì ở đây là phần này. Đến phần thứ hai, nghe câu trả lời thứ hai là 112 trừ cho 104 bình phương chia cho 112 là giá trị kỳ vọng. Dân 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 dân, tôi tính tất cả vậy rồi tổng số cộng lại, tổng số ở đây các anh chị thấy cái dấu hiệu ở đây sigma, sigma nghĩa là tổng số, cộng lại là tôi có giá trị kỳ bình phương là 86. Vấn đề được đặt ra là giá trị kỳ bình phương này nó có gọi là khác biệt so với cái giá trị mà kỳ bình phương lý thuyết hay không. Thì để mà tính được cái đó thì tôi phải sử dụng R. Thì để mà sử dụng R, đầu tiên là tôi trình bày lại cái bảng số liệu này để các anh chị thấy. Và đây là cái cách mà chúng ta nhập dữ liệu. Ở đây chúng ta nhập theo dòng 91, 104, 235, 39, 73, 418, 18, 31, 161. Làm như hơi khó vì đây là cái phòng thí nghiệm ở trong bệnh viện này, tôi đang thu ba thu thanh trong bệnh viện ở Đại học Quảng Cảng, hy vọng là không có virus. Và tôi sẽ dùng cái chữ là by row là bằng true, tức là tôi nhập dữ liệu là bằng row, rồi sau đó tôi sẽ dùng cái hàm gọi là chi square, chi sq chấm test và cái dữ liệu này thì cái kết quả sẽ là đây là các anh chị còn nhớ là cái phương pháp mà kiểm định kỳ bình phương này là xuất phát từ ông Pearson. Thành ra là một số các cái phần mềm mà tính toán người ta vẫn còn dùng cái chữ là Pearson Chi-square để mà vinh danh ông Pearson. Và cái giá trị Chi-square trong trường hợp này là 86.023, tức là nó cũng rất là giống với cái giá trị mà mình tính thủ công, tức là 86. Và ở đây degree of freedom, tức là thứ bậc tự do là bằng 4, và chỉ số pi là rất là nhỏ, tức là 0.016 số 0 rồi mới tới 2, mới tới số 2, tức là rất là có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác là chúng ta có bằng chứng để cho thấy rằng hai cái biến này là không độc lập với nhau, tức là mình bác bỏ giả thuyết vô hiệu. Giả thuyết vô hiệu là hai cái biến này là độc lập. Có lẽ các anh chị sẽ hỏi chứ cái thứ bậc mà tự do này đến từ đâu, thì tôi sẽ quay lại bảng số liệu để các anh chị thấy. Ở đây là chúng ta có ba giá trị về trình độ học vấn, phải không nào? Tức là trung học, cao đẳng và đại học. Mà để mà ước tính được cái xác suất của trung học, cao đẳng, đại học thì tôi phải tiêu ra một cái thông số. Thành ra là chỉ còn có hai bậc tự do cho cái biến này. Tương tự cho cái biến mà tình trạng kinh tế, tôi cũng có ba giá trị, nhưng mà để mà tính được cái xác suất của mỗi giá trị này tôi phải tiêu ra một thông số. Do đó đây chỉ còn có hai cái bậc tự do. Và 2 nhân cho 2 là bằng 4, và chính là cái bậc tự do bằng 4 ở đây là vậy. Do đó là trong trường hợp này quay lại cái cách diễn giải là hai biến này có mối liên quan với nhau. Nói cách khác là cái câu trả lời về tình trạng mà kinh tế nó tùy thuộc vào trình độ học vấn. Nói cách khác là như vậy. Thì đó là cái cách tính kỳ bình phương. Như các anh chị thấy nó hết sức là đơn giản. Cái lý thuyết đằng sau có nói thì hơi có vẻ dài dòng một chút, mà nếu mà các anh chị mà đọc sách giáo khoa thì nó khó hiểu lắm. Thành ra là tôi cố gắng giải thích cho các anh chị bằng một cái ví dụ rất là đơn giản, và cái cách tính cực kỳ đơn giản để các anh chị hiểu được cái khái niệm độc lập cũng như là giá trị kỳ vọng. Nói tóm lại là trong phương pháp mà kiểm định kỳ bình phương là chúng ta tính cái giá trị kỳ vọng trước từ giả thuyết độc lập, rồi so sánh cái giá trị mà kỳ vọng này với cái giá trị thực tế qua công thức là ô trừ cho y bình phương chia cho y, và các anh chị có thể sử dụng cái hàm là chi sq chấm test rồi cái data là sẽ ra. Quay trở lại cái ví dụ và có lẽ là các chị cũng nên làm bài tập là cái ví dụ của cái số liệu về cái tai nạn mà Titanic á,
là đây là số liệu hạng 1, hạng 2, hạng 3 và đây là số người sống và chết. Thì các anh chị có thể sử dụng cái chi-square mà tôi vừa hướng dẫn các anh chị để mà xem cái đáp số có đúng không. Cái đáp số ở đây là cái giá trị chi bình phương là 127.8 và đây là chỉ số pi. Bây giờ các anh chị có thể sử dụng cái phương pháp đó để mà tính. Nhưng mà trước khi chấm dứt thì tôi sẽ quay lại cái R để mà ví dụ cho các anh chị thấy cái cách mà chúng ta nhập số liệu. Bây giờ sẽ quay lại ở đây. Tôi sẽ kéo cái này qua một bên để các anh chị thấy cách chúng ta nhập dữ liệu. Tôi sẽ khởi động R. Kéo qua bên này một chút. Tôi sẽ clear cái màn ảnh. Đây là cái dữ liệu phải không nào? Bây giờ thành ra tôi muốn nhập vô cái dữ liệu là data cái đã. Tôi gọi nó là data. Thì tôi sẽ dùng cái lệnh là matrix để mà nhập dữ liệu và concatenation. Và tôi nhập theo từng dòng. Ở đây là 91.04.235. 91.104.235. Dòng thứ nhất, dòng thứ hai là 39.73.48. Dòng thứ ba là 18.31.161. Các chị có thể đánh từng dòng vào, đánh dài cũng được. Và tôi nói rằng là ở cái bảng số liệu này nó có 3 rô. N rô là bằng 3 và cái cách mà tôi nhập hồi nãy là nhập theo thứ tự của rô, tức là by rô theo thứ tự rô. Coi như là bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem cái dữ liệu của tôi nó có đúng như cái mà tôi quan sát không. Tôi nó đánh data thì các anh chị thấy rằng cái dữ liệu nó y chang như là cái dữ liệu mà chúng ta xem trong cái file PowerPoint. Để mà kiểm định key bình phương, tôi sẽ dùng cái lệnh là key sq test và cái đối tượng đây là data. Thì ở đây các anh chị thấy là cái kết quả mà chúng ta quan sát được là key bình phương là 86.0 và đây là chỉ số pi, và như vậy là rất là có ý nghĩa thống kê. Đó, đại khái đó là phương pháp mà kiểm định key bình phương. Thì hy vọng rằng các anh chị đã hiểu được cái ý nghĩa đằng sau của giá trị key bình phương là gì. Bây giờ tôi sẽ ngưng ở đây và hẹn gặp lại các anh chị trong bài giảng kế tiếp.